Ok luôn, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LDG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đồ phá thương khung phần 5 tập 155. Ngọn hắc thạch tháp đứng lặng im ở giữa núi như là một nhân chứng cho những năm tháng đã qua, bất chấp dòng chảy khắc nghiệt của thời gian và những cơn bão bùng của cuộc đời. Trên đỉnh của ngọn tháp, hình bóng Tiêu Viêm vẫn nằm im, phủ lên bởi ngọn tử sắc hỏa diễm lượn lờ. Ngọn lửa tím ấy tuy mơ hồ, vẫn tỏa ra một sức sống mạnh mẽ, báo hiệu sự hồi phục chậm rãi của anh. Bên cạnh, Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát và thở dài buồn bã. Đã một năm trôi qua kể từ khi Tiêu Viêm rơi vào hôn mê, và mọi người ở trong Tinh Vân Các không khỏi lo lắng cho anh. Dược lão từng nghĩ rằng vết thương và tinh thần của Tiêu Viêm chỉ cần thêm thời gian là sẽ hồi phục. Thế nhưng nửa năm qua đi, dù sức khỏe của anh đã tốt hơn trước, tình trạng hôn mê vẫn không cải thiện, khiến dược lão phải bó tay. Ai cũng mong mỏi chờ đợi, thế nhưng không ai có thể cưỡng ép quá trình thức tỉnh của Tiêu Viêm. Trong nỗi lòng nặng trĩu, Tiểu Thiên bất giác thì thầm: vì Huân Nhi hay là vì đứa bé trong bụng của Mỹ Lô Toa, người cũng không thể nào ngủ mãi như thế được, Tiêu Viêm. Nói rồi nàng thất vọng quay người rời đi, thế nhưng chợt sững lại khi mà thấy ngón tay của Tiêu Viêm khẽ động. Sự bất ngờ khiến nàng không dám tin vào mắt của mình. Ở luyện võ trường dưới núi, các đệ tử của Tinh Vân Các vẫn ngày ngày rèn luyện dưới sự giám sát của Mộ Thanh Loan. Cô đứng đó khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ nghiêm nghị, liếc nhìn xung quanh để kiểm tra từng người. Khi mà ánh mắt chợt dừng lại ở hắc thạch tháp phía sau núi, một ký ức bất chợt ùa về. Một năm trước, Tiêu Viêm đã liều mình giao đấu với một cường giả ngũ tinh đấu tôn, đạt chiến công vang dội, thế nhưng cũng phải trả giá đắt. Khi mà một vài đệ tử đến gần hỏi về tình trạng phong bí ở khu vực sau núi, Mộ Thanh Loan chỉ lắc đầu, dù bản thân cũng không biết rõ. Một nữ đệ tử tò mò hỏi liệu rằng Tiêu Viêm có phải là truyền nhân của các chủ, thế nhưng mà lời đồn đoán chỉ khiến nàng phải nhắc nhở mọi người giữ tập trung vào việc luyện tập. Đúng lúc ấy, một đệ tử lanh lợi khác bất chợt nhắc đến tin đồn về một cổ di tích vừa xuất hiện ở Nam Vực, gần khu vực Thập Vạn Đại Sơn. Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu xác nhận đó chỉ là lý do mà các trưởng lão đã ra ngoài, và cổ di tích ấy có thể chứa đựng bí mật về một thiên gia đấu kỹ, thứ mà bao nhiêu thế lực ở Trung Châu thèm khát. Tuy nhiên, nàng cũng cảnh báo các đệ tử rằng không phải ai có đủ sức mạnh để giữ nổi bảo vật đó ở trong tay. Trong lúc mọi người đang trao đổi, bất chợt thì mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, khiến cả ngọn núi rung lên. Các đệ tử hoảng hốt vội vàng tìm chỗ giữ thăng bằng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sự chấn động đột ngột phát ra từ ngọn thạch tháp khiến cả Tinh Vân Các không khỏi xôn xao. Từng đệ tử đang luyện tập dừng tay và ngạc nhiên nhìn về phía ngọn tháp đen sừng sững. Nhận thấy sự mất bình tĩnh ở trong hàng ngũ đệ tử, Mộ Thanh Loan trầm giọng quát lớn trấn an bọn họ rằng có các chủ và các vị trưởng lão trấn thủ, không có cái gì phải sợ hãi. Lời nói của nàng ngay lập tức giúp mọi người lấy lại bình tĩnh, thế nhưng ai nấy đều không giấu nổi sự tò mò khi mà nhìn về phía tòa tháp. Đột nhiên thì một luồng dao động mãnh liệt từ ngọn tháp lan tỏa, tiếp tục chấn động lần thứ hai khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng đó. Lần này thì các cường giả trong Tinh Vân Các cũng bị dao động thu hút, hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở trên không, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía tháp đen, tự nhiên là cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại như là cự long đang từ từ thức giấc sau giấc ngủ dài. Cùng với lúc đó, hai thân ảnh già nua hiện ra trên bầu trời, ánh mắt của họ sáng lên với vẻ phấn khích. Khi mà nhận ra luồng khí tức ấy, họ không khỏi mừng rỡ thốt lên: là Tiêu Viêm, hắn đã tỉnh lại rồi. Trong khi ở bên ngoài mọi người đang bàng hoàng, ở bên trong thạch tháp, Tiểu Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Một luồng tinh thần lực lượng mênh mông đang dâng trào từ cơ thể của anh, bao trùm cả không gian xung quanh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đó, nàng vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ, khẽ thì thào: rốt cuộc thì người cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Ngọn lửa hắc hỏa diễm quanh thân thể của Tiêu Viêm đột nhiên bùng lên mãnh liệt, như là một ngọn núi lửa đang phun trào, lan tỏa khắp tòa thạch tháp. Biết rằng mình không thể nào chịu nổi sức mạnh từ Tam Thiên Liên Tâm Hỏa này, Tiêu Tiên vội vàng thoát lui ra khỏi tháp. Ngay khi nàng vừa thoát ra, ngọn tử sắc hỏa diễm phun trào mạnh mẽ, rồi ngưng tụ thành một con tử sắc cự long khổng lồ, thân hình dài hàng trăm trượng cuộn quanh và bảo vệ ngọn tháp. Cự long ngửa mặt lên trên trời gầm vang, âm thanh rền vang như là sấm sét khiến không gian xung quanh như đang rung chuyển. Một cột ánh sáng rực rỡ từ bầu trời chiếu rọi xuống, xuyên thấu cả vách ngăn không gian của Tinh Vân Các, đổ dồn vào thân thể cự long. Dưới ánh sáng đó, tử sắc cự long phát ra quang huy chói lóa, một cỗ hơi thở mênh mông rộng lớn vô uy nghiêm như là biển cả lan tỏa khắp không gian, làm tất cả các đệ tử kể cả những cường giả cũng không khỏi bị đè nén bởi uy thế khủng khiếp ấy. Ánh sáng tỏa khắp bầu trời khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Khi một luồng ánh sáng dịu xuống, họ mở mắt ra và nhìn thấy bên trán của tử sắc cự long, một thân ảnh quen thuộc đang hiện lên, hơi thở mênh mông của đấu tôn lan tỏa từ người đó. Hơi thở này chỉ là đấu tôn. Mộ Thanh Loan kinh ngạc nhìn lên, đôi mắt trợn to để hoảng hốt. Sau một lúc, nàng rung giọng thì thào, cảm giác như là đang chứng kiến sự tái sinh của một huyền thoại. Cự long uốn lượn ở trên bầu trời, long uy lan tỏa áp đảo cả một vùng không gian, khiến các trưởng lão của Tinh Vân Các không khỏi chuồn bước. Dù cố gắng vẫn không tránh khỏi hạ thấp thân mình, hơi thở mạnh mẽ của Tiêu Viêm người đã đột phá từ đấu tôn đã khiến mọi người kinh ngạc. Nhiều tiếng bàn tán vang lên: đây là sư huynh trong thạch tháp sao? Thực lực này quả thật là kinh khủng.
khí tức đó thực sự đã chạm tới đấu tôn rồi. Sao có thể như vậy khi tuổi của huynh ấy chẳng hơn chúng ta bao nhiêu? Ngay cả những đệ tử kiêu hãnh nhất cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng trước thành tựu của Tiêu Viêm. So với họ, thành tựu của hắn tựa như là ánh trăng tròn, vượt xa những đốm sáng nhỏ bé. Sức mạnh đấu tôn mới mẻ và uy thế khủng khiếp của hắn khiến những thiên tài khác cũng phải thấy mình trở nên nhỏ bé. Mộ Thanh Loan không khỏi cảm thấy chuyển động. Nàng nhớ lại lúc đầu gặp Tiêu Viêm, hắn còn yếu hơn nàng rất nhiều. Vậy mà giờ đây chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã vượt xa nàng. Nàng không khỏi băn khoăn tự hỏi rằng liệu Giang Minh còn xứng đáng với danh thiên tài trước một người đã vượt qua ngưỡng đó quá nhanh. Trên cao, Phong Tôn Giả và Dược Lão nhìn nhau để phấn khích, họ không kìm được mà thốt lên: quả nhiên là Tiêu Viêm. Dược Lão gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Ông mỉm cười cảm nhận niềm vui khi mà thấy đồ đệ của mình không chỉ tỉnh lại mà còn gặt hái những tiến bộ kinh ngạc. Phong Tôn Giả cười lớn tự hào nhận xét: tên nhóc này thật sự may mắn, không chỉ sử dụng được dược lực của Âm Dương Huyền Long Đan mà còn nhân cơ hội đột phá từ đấu tôn. Dược Lão cũng gật đầu giải thích rằng Tiêu Viêm hôn mê lâu như vậy có lẽ là do đang tích lũy năng lượng cần thiết cho một sự đột phá lớn. Để đạt tới đấu tôn đòi hỏi năng lượng khổng lồ, nếu không có sự hỗ trợ từ thiên ngoại Vân Thạch, hắn hẳn là còn cần thêm nhiều thời gian nữa mới đạt tới cảnh giới này. Dưới ánh nhìn đầy kính sợ của mọi người, từ sắc cự long dần tan biến và cỗ uy áp cũng dần dần giảm bớt. Khi mà cự long biến mất hoàn toàn, thân ảnh lơ lửng ở trên không trở nên rõ ràng hơn. Đó chính là Tiêu Viêm, gương mặt quen thuộc, thế nhưng mà thần thái và khí thế thì đã khác trước rất nhiều. Hắn vươn vai, xương cốt răng rắc giãn ra sau thời gian dài ngủ say, cảm nhận sức mạnh mới mẻ của bản thân. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, cảm nhận đấu khí như là biển cả đang dâng trào trong cơ thể, lòng tràn đầy niềm phấn khích. Nhìn về phía trước, hắn thử khẽ nắm tay, không gian trước mặt lập tức chấn động mạnh, tạo thành một vết lõm rõ ràng. Sức mạnh này khiến hắn choáng ngợp, một lực lượng đủ sức để xé toạc không gian chỉ với một cử động đơn giản. Giờ đây cảnh giới đấu tôn đã không còn là một ước mơ xa vời, hắn đã thực sự chạm đến sức mạnh ấy, sức mạnh mà trước kia hắn từng cho rằng là không thể nào đạt được. Hắn thầm nhủ nếu phải đối đầu với Trích Tinh Lão Quỷ một lần nữa, hắn sẽ không cần đến Hủy Diệt Hỏa Liên mới ngang sức. Với sức mạnh mới, việc thoát khỏi sự truy đuổi của lão quỷ giờ đã nằm trong tầm tay của hắn. Về mặt của Tiêu Viêm tràn đầy quyết tâm, hắn thì thầm một lời hứa: Trích Tinh Lão Quỷ sẽ có ngày ta đòi lại món nợ này. Nghe đến đây, ánh mắt của Tiêu Viêm sáng lên, tia hy vọng vừa lóe lên trong lòng như là đốm lửa giữa màn đêm tối. Gã trưởng lão vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Tiêu Viêm nén cơn phấn khích, cố giữ giọng bình tĩnh: di tích viễn cổ đó ở đâu? Vị trưởng lão hơi chần chừ trước khi trả lời: theo tin tức của chúng ta nhận được, di tích này nằm ở biên giới phía bắc của Thiên Bắc Đại Lục. Tuy nhiên, do chỉ mới được phát hiện gần đây, nhiều thế lực lớn đã tranh giành quyết liệt, di tích hiện vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thế nhưng nếu ta không nhầm, các loại kỳ chân dị bảo trong đó đều thuộc hàng hiếm có khó tìm. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ quyết tâm. Nguy hiểm có lẽ khó lường, thế nhưng mà nếu có cơ hội tìm được hồn anh quả, hắn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Phong Tôn Giả nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt lo lắng: tiêu tử lần này có lẽ là lành ít dữ nhiều. Đấu tranh ở trong di tích viễn cổ thường là đấu trường của các cường giả thượng thừa, không thể nào khinh suất. Hơn nữa, hồn điện cũng đã để mắt đến nơi đó, và nếu bọn chúng có mặt, việc lấy được hồn anh quả sẽ khó khăn gấp bội. Nghe lời khuyên này, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thế nhưng không hề cố ý rút lui. Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen sâu thảm tỏa ra hàn ý. Lão sư vì ta mà hy sinh rất nhiều, đây chỉ là cơ hội duy nhất để người có thể trở về với một thân thể mới. Dù nguy hiểm ra sao, ta cũng sẽ không thể bỏ qua. Phong Tôn Giả khẽ thở dài, thấu hiểu quyết tâm của Tiêu Viêm. Ông vỗ nhẹ vai hắn và nói: ta sẽ cho vài trưởng lão theo giúp ngươi, dù không thể can thiệp quá sâu, họ cũng sẽ hỗ trợ hết sức nếu cần. Nhưng hãy nhớ lấy mạng làm trọng, nếu tình thế quá nguy hiểm lập tức rút lui. Tiêu Viêm gật đầu, lòng thầm cảm kích. Dù chưa biết có thành công hay không, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực để thực hiện lời hứa này với Dược Lão. Nhìn vẻ quyết tâm ở trên khuôn mặt trẻ tuổi thế nhưng mà tràn đầy kinh nghiệm ấy, Dược Lão không giấu được xúc động. Giọng ông dịu dàng: tiểu tử, ta không cần con hy sinh quá nhiều vì ta. Đường tu luyện của con còn dài, có thể kiên định tiến bước là đủ rồi. Nhưng nếu đã quyết, ta sẽ không ngăn cản. Tiêu Viêm nhìn Dược Lão, đôi mắt kiên nghị sáng lên: lão xưa, con không bao giờ bỏ cuộc khi mà còn một cơ hội. Di tích viễn cổ lần này còn sẽ đích thân tìm đến và mang đến hồn anh quả cho người. Phong Tôn Giả và các trưởng lão không khỏi thêm lời nào, thế nhưng trong mắt quần họ lại ánh lên sự tán thưởng sâu sắc. Bước chân của Tiêu Viêm giờ đây đã vững vàng hơn bao giờ hết, quyết tâm tìm kiếm kỳ vật giữa vô vàn hiểm nguy để hoàn thành ước nguyện của người thầy đã dìu dắt hắn qua nhiều năm. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.